Thì chỗ hồi xưa đi học bơi qua sông rồi đúng không? Dạ. Chắc gặp ba má em anh nhớ. Dạ. Bây giờ em nghe công an kia em thấy sao? Dạ, em thiệt nghe thôi nhưng mà chưa biết là anh nói nóng tính không? Không, công an thì không đến mức ấy đâu. Em hiểu không? Nóng mặt thì hiền lắm. Hiền, dễ thương lắm. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi gần nhau lắm đó. Hãy nói, chia sẻ, cảm nhận về nhau nha. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Cho Bảo. Em năm nay 24 tuổi, công tác trong ngành công an. Chà, công an đẹp trai quá ta. Bảo quê ở đâu Bảo? Dạ, quê em ở thành phố chị ơi. Quê thành phố. Quê thành phố nữa chứ trời ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Ngọc The, năm nay em 23 tuổi. Dương gì em? Dương Thị Ngọc The anh. The đó hả? Dạ. The phòng The đó. Dạ. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở quê hương của những mảnh đất anh hùng. Thì nơi đó có hai vị nữ anh hùng nổi tiếng là Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thị Thập. Thì không biết là nói đến hai vị nữ anh hùng này thì anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là có đoán ra là em đến từ đâu chưa ạ? Ta lớn lên từ mảnh đất anh hùng, từ ngàn xưa đã lừng lẫy chiến công. Mặt trời lên cho cây trái nở hoa, mảnh đất kiên cường là Tiền Giang quê hương ta. Yeah. Tiền Giang. Dạ, dạ đúng rồi, em đến từ Tiền Giang. Trời, em đúng ngay cùng quê anh Linh sao anh không biết được. Dạ, em ở kế bên nhà anh Linh luôn á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm biên tập sách của công ty Faasa. Làm ở Tiền Giang hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 3 chị. Ờ, anh công an ở quận mấy? Dạ, ở huyện Hóc Môn chị. À, 18 thôn Nhân Trầu. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là nấu ăn ngon. À, em thích nấu ăn. Mọi người nhận xét là em nấu ăn hơi ngon. Thì em thấy là nó ngon. Nói chung là nó ngon đó chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Thấy dân Tiền Giang nói chuyện có duyên ghê không? Vòng vòng thôi là chị tử ngon thôi. Tóm lại là ngon. Rồi. Dạ, em còn có một cái ưu điểm đó là em ở đó là gọn gàng sạch sẽ, mà em thích sạch sẽ. Em thấy giờ là em chịu không có nổi. Em có một kỷ niệm là muốn chia sẻ với chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cùng quý khán giả là hồi xưa ở dưới quê á, em hay là dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào em cũng dậy sớm để em quét nhà, quét sân. Trước nhà em thì có cái sân mà có nhiều cây, thì mỗi lần lá nó rụng xuống á là em thích cái chổi em quét tới quét lui quét đi quét lại hoài, mà lá vẫn rụng hoài. Cái cha mẹ em nói là sao mà con rảnh quá vậy, con nói sẵn em tập thể dục luôn. Kỷ niệm vui á hả? Vui không quý vị? Vui không vui thiệt mà. Ý là em quét hoài mà lá cây nó rụng hoài vẫn quét hoài đó em. Rồi bây giờ em đi vậy là ai quét? Dạ để vậy đợi em về chị. Trời, đợi em về luôn hả? Không có. Rồi. Em đi vậy thì em kiếm chàng trai về quét phụ em. Dạ. Rồi đó là cái chuyện đó là em có thuộc về gọi là khuyết điểm hả? Đâu, đó dạ, là ưu điểm đó. Ưu điểm, khuyết điểm là gì nè? Dạ, khuyết điểm em là em hay lo sợ, như là một chiếc lá rơi làm em cũng thấy lo sợ. Mấy người trong công ty em nói là mày hình như bị bệnh tâm lý hay phải, tại vì em hay bị bệnh, mà bệnh của em là lặt vặt không à, mà mỗi lần bệnh là em sợ chết lắm. Em phải đi bác sĩ liền để em chịu không nổi. Mỗi lần em xin nghỉ phép, sếp em biết cho đi liền. Tại vì không cần nói, cứ nghỉ phép là đi khám bệnh. Không có đi đâu hết. Dạ. Thường là bệnh gì? Dạ hình như bệnh lặt vặt như là cảm, ho, sổ mũi, rồi viêm họng gì đó chị. Là đi khám bệnh luôn? Dạ, đi khám bệnh luôn. Nói chung cô gái bên kia là cô gái hơi bị yếu đuối. Bởi vì chiếc lá rơi cũng làm em sợ đó mà. Chiếc lá rơi em cũng sợ. Một tiếng chim kêu em cũng sợ. Cả chí em cùng sợ. Bên kia đứng hình sao im re luôn rồi. Không có, anh công an nghe em cười thôi mà. Yên tâm, có anh công an bảo vệ rồi. Bây giờ em có em sợ công an không em? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì cái đầu tiên là em sống rất là trách nhiệm. Thứ hai là em biết quan tâm mọi người, em thích người ta tâm sự với em lắm. Chỉ nghe vậy thôi mà khoái lắm. Ví dụ như đi cà phê rồi bạn đi tâm sự hết chuyện buồn, ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Không có, cái này là bạn bè. Bạn bè hả, chứ con trai mà tâm sự trai em... với gái gì em cũng nghe hết. Nhưng gái nghe khoái hơn không? Dạ đúng rồi, khoái hơn chứ. À, cái đó cũng là điểm mạnh đó em. Dạ. Tốt, còn gì nữa? Em thì người sống ngăn nắp á,
Nó giống em. Thích cái sự trật tự. Có quét lá gì không em? Có quét nhài không quét lá gì? Không phải, cô kia quét, anh này xếp lá. Được, hai đứa hợp đó. Đứa quét, đứa sắp. Rồi khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm của em là cái tính hơi nóng chút xíu. Nhưng mà em nóng mà em chỉ cần tự kiềm chế bản thân lại là em không có... Đúng rồi, công an không có được nóng tính dạ. Thể hiện ra nha dạ. Em không thích người nóng tính anh ơi. À, nóng tính là khi nào mà công việc mà nấy quá mới nóng mà không có phát ra. Bây giờ tình trường đi, công an có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì nói chung là từ lúc đó giờ thì em mới một mối tình thôi. Chia tay được năm mấy rồi. Em quen mấy năm mà chia tay năm mấy rồi? Dạ quen năm rưỡi. Quen năm rưỡi, chia tay năm rưỡi. Sao chia tay? Dạ quen lâu ngày nó không bộc lộ ra là không hợp nhau á anh. Thì tình yêu nó đến thì cũng biết sao mà nó đi thì cũng bó tay. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc hả? Gì kỳ lạ, tình yêu lạ vậy. Còn bên kia mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình anh. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây một năm. Trong thời gian quen thì em thấy bạn đó có nhiều cái là nóng hay nóng tính, không kiềm chế được bản thân mình, nên là em quyết định chia tay. Chết rồi, bên bạn trai kia nóng tính mà bên đây chia tay đó nha em trai. Không phải, bạn cũ của The là nóng tính không kiềm chế được, còn bên đây người ta nóng tính người ta kiềm chế được, khác xa nhau. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ tính tình thì hiền, biết sống và có trách nhiệm với bản thân. Em nghĩ những cái tiêu chí đó thì bạn rất là dễ tới người con trai mà trưởng thành. Đúng rồi, một chiến sĩ công an dễ hơn nữa, còn gì khó hơn không? Dạ có gì không thích ở người con trai không? Dạ không thích cờ bạc, hút thuốc, cái này dễ gì khó. Gì khó hơn nữa đó? Dạ cao từ 1m65 trở lên. Em 1m67. Ngon. Gì khó hơn đi The? Em thích xem phim Hàn Quốc. Đẹp trai giống như... Giống chơi Song Joong gì đó hả? Song Joong Ki anh. Không, bên đây cũng đẹp trai rồi nha, đừng có đùa nha. Phải không? Song Joong Ki không? Cũng cỡ Ki Ki trở lên á. Hôm qua tôi coi coi Ki gì. Song Joong Ki. Trời ơi, ngon. Chà, được nha. Bạn trai hấp môn hơi gì ngon à. Dạ. Rồi em ra tiêu chí tìm bạn gái thì sao nè? Dạ, mỗi người bạn gái là dễ thương thôi. Rồi biết lắng nghe, biết chia sẻ thì... Dạ, điều đó em có. Ít giận lại, không có giận vô cớ. Giận thì vẫn phải có lúc giận đó. Em hiền lắm anh, em không có giận. Không có chọn mẫu người cao thấp như thế nào? Thì chừng 1m57, 1m58 đổ lên được rồi. Rồi. Em 1m6 anh ơi. Rồi bây giờ chừng nào tính tới hôn nhân nè, nếu mà được thì dạ, chừng được nào? Được thì năm sau luôn. Năm sau luôn? Ừ. Rồi có chuẩn bị được những gì rồi nè? Dạ, nói chung chuẩn bị thì... Có trầu rồi đó. Có trầu cao. Có trầu cao rồi. Tại 18 không cần trầu. À, rồi nhà cửa là ở về là ở chung với ba mẹ hay là ở riêng hay ở đâu? Dạ, nếu mà ở thì ở chung ba mẹ em. Thì gia đình em... Đông anh chị em không? Dạ không. Có em với chị hai em. Chị hai lấy chồng chưa? Dạ chưa. Thì trước sau cũng lấy. Nghĩa là gia tài nhà đó là của em đó. Thôi được rồi. Rồi, ngon chứ. Để tôi coi. Rồi đàn trai người ta ngon lành rồi nha. Để qua coi đàn gái gần nhà anh hay gì đây nè. Ô, chào The. Anh thấy quen anh? À, kế bên nhà luôn dạ, hả? Dạ, chỗ đường nông thôn đi tới xíu. À, vậy chỗ hồi xưa đi học bơi qua sông rồi đúng không? Dạ. Chắc gặp ba má em mình nhớ. Dạ. Bây giờ em nghe công an kia em thấy sao? Dạ, em thiệt nghe thôi nhưng mà chưa biết là anh nói nóng tính không? Không, công an thì không đến mức ấy đâu. Em hiểu không? Ông mặt hiền lắm. Hiền, dễ thương lắm. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ, được anh. Được không? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp. Trời ơi, về làm dâu đứng quét nhà hoài. Quét mòn xi măng luôn á. Ba má chồng nói gì nói xong cứ ra sách chổi quét nhà riết luôn vậy đó. Thầy biết không, nếu mà chúng ta đồng ý mà lấy chồng là công an á thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi một số vấn đề. Công an thì thường xuyên có công tác đột xuất. Thật sự là ngành công an á, nhiều khi mà dù vợ đẻ cũng không về được luôn á. Thành ra em phải tính trước vụ đó. Có chịu đựng được không? Dạ được anh, tại vì em cũng thích công an. Cũng thích công an hả? Dạ, tại hồi xưa thì em thi ngành an ninh. À. Nhưng mà không được may mắn. Vậy à? Dạ. Vậy ước mơ cũng... của em là nhìn thấy được cái bộ quân phục màu xanh. Vậy là ngày nào em cũng thấy luôn. Tối ông về em mặc nguyên bộ đồ ông ngủ luôn. Nhớ nha. Dạ. Mặc bộ đồ. Cho ngắm hè cái bộ đồ luôn. Ngắm riết luôn. Em có đi với người thân của em không? Dạ có. Em đi với chị hai em với lại một chị nữa với lại một bạn thân của em. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai và khán giả trong trường quay. Thì
Cái nhìn đầu tiên á, thì mình nhận thấy em trai là một người rất là chững chạc, gương mặt sáng, phúc hậu, nói năng rõ ràng, đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn mà The đưa ra. Còn về The á, thì em trai yên tâm là làm dâu hoặc là làm những công việc nấu ăn, sắp xếp, chi tiêu, vén khéo trong nhà thì The có thể lo liệu được. Và ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ngồi trên ghế nóng. Hai em đã phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ chờ đợi từ mọi miền đất nước để được gặp nhau ngày hôm nay. Thì âu đó cũng là một chữ duyên. Và anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng giống như là ông Tơ bà Nguyệt của thời đại A Còng ngày nay. Thì không có những cái phép màu như là những câu chuyện cổ tích, nhưng thật sự chương trình này đã tạo ra rất là nhiều điều kỳ diệu. Và chị mong rằng hai em ngày hôm nay có thể cảm nhận được những cái cảm xúc từ trái tim mình và tạo ra điều kỳ diệu từ chính bản thân các em. Hay quá. Thấy chưa, chị hai giỏi chưa? Dạ dạ. Nghe đã chưa? Chị hai là người đăng ký chương trình cho The đó. À, dạ. Đúng không chị hai? Câu chị hai đi. Dạ đúng rồi, tại vì thấy The cũng hiền lành nên thấy chương trình này cũng mang tính nhân văn, đáng tin cậy nên cũng mong là The có được một cơ hội để như một cái duyên giữa cuộc đời này thôi. Đó. Dạ, dạ em cũng xin tâm sự một vài lời với chị hai của The. Cầm lên chị hai nghe đó. Là đến với nhau thì chương trình này cũng có duyên rồi. Thì em nghĩ là em sẽ giữ cái duyên đó để nếu mà quen thì sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ với The rất là nhiều điều. Còn nếu lấy nhau thì sao? Lấy nhau thì càng hạnh phúc anh. Hứa gì với chị hai đi. Để nếu mà lấy nhau thì sẽ yêu thương, chân thật với nhau. Sự chung thủy là phải có rồi. Thì mong là hai em sẽ tìm được cái hạnh phúc ngọt ngào nhất của bản thân mình. Hay quá. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ em, với dì em, với mấy đứa em. Có ba mẹ nữa hả? Dạ. Đủ đầy đủ ba mẹ. Dạ chào hai bác à. Chú bữa nay hay quá ta. Dạ. Hai bác coi xem con dâu tương lai mình thế nào. Cũng theo dõi chương trình này nhiều lần trên TV. Dạ. Nhưng bữa nay mới được diện kiến MC Quyền Linh Hoạt Bác và MC Cát Tường đáng mến. Dạ. Dạ. Đầu tiên là xin cảm ơn chương trình đã đưa hai gia đình chúng tôi đến đây. Thì tôi nhận xét thấy cháu The thì thấy có lẽ dễ thương mà cũng hoạt bát. Dạ. Thì tôi cũng mong rằng sau khi gặp Gia Bảo thì hai cháu nó sẽ tìm hiểu để mà đi đến cái bến bờ của hạnh phúc. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị trong khán phòng được dồi dào sức khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều. Dạ, bác cho thêm ý kiến của bác gái nữa. Thì nãy giờ thấy thì cháu đây cũng hiền hậu, cũng dễ thương, mong là hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi tiến tới. Quan trọng giờ hai đứa thôi. Dạ. Chúng ta kéo màn. Tặng em. Em có một quyển sách là em muốn gửi tặng anh, hy vọng anh sẽ cảm thấy vui khi đọc quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Món quà của anh thì là em đếm là đúng 20 hôm qua. Trong phương Tây người ta ý nghĩa là sự chân thành, vậy thôi. Dạ, em cũng... Hay quá ta. Được rồi đó, hai trẻ ngồi đi. Nay đứa nào tặng quà cũng có ý nghĩa hết trơn. Có 20 bông hoa là sự chân thành đó hai. Dạ. Hèn chi đó giờ tôi nhận toàn 21 bông hoa không, tức quá. Cảm nhận đầu tiên của anh nhìn thấy em như thế nào? Thì nói chung em dễ thương, nó điềm đạm đúng giống với tính anh. Em thì thấy sao vậy anh? Nhìn có cảm tình, phúc hậu. Em có hay đi chơi không? Dạ, em thì không có điều kiện để được đi chơi. Thì em rất là thích đi Đà Lạt. Thì em ước là sẽ có một lần được đến đó để... Thì anh cũng hy vọng là anh sẽ được dẫn em đi rất là nhiều nơi để dạ. Tham quan. Dạ, em cảm ơn anh. Tham quan thôi hả? Thì sau chương trình này là mình đi. Trời ơi! Làm vậy cho hết. Gì nhanh sao trình đi liền luôn hả? Bây giờ là hai đứa này ha, mình tính chuyện tương lai đi, thấy cũng hợp rồi đó. Em có hay đi coi phim không? Dạ không, là nếu mà sau này tìm được một người nào đó hợp thì em sẽ đi cùng. Thì em có nhảy đi với anh? Dạ có. Ví dụ như tiến tới hôn nhân thì em làm dâu em có ngại gì không? Dạ em rất là thích được làm dâu, thì em cũng muốn là giờ lo cho bên chồng, bên nhà chồng thì... Em có yêu cầu gì nếu mà quen anh không?
Anh phải hát cho em nghe một bài thì em thích nghe hát. Anh sẽ tặng em bài Trái Tim Anh Thuộc Về Em. Thiết lựa bài quá ha. Quá dữ, quá dữ. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dứt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong sao em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang buồn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười tươi. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự. Rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Trời ơi, quá dữ. Được không? Cảm nhận giọng hát đó làm sao? Rất là hay đúng không chị? Rất là hay. Truyền à? Cảm. Em có quà dạ, gì tặng lại cho em anh cũng không? Có một bài thơ muốn gửi tặng anh, nhưng mà do là cấp gáp nên em chưa chuẩn bị kịp, thì em xin phép nhìn và đọc. Em sẽ đi cùng anh, dù là đến một nơi không trời, không biển, không núi, không mây, không có những bông hoa màu tím, nơi bình yên của những cánh đồng chiều. Em sẽ đi cùng anh, anh chẳng cần phải nói gì nhiều. Những hẹn ước không thành sẽ làm đời nhau thêm khốn khổ. Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa, xua tan đêm sâu và bầy thú hiểm hung. Nói em nghe đi những câu chuyện đường rừng. Em sẽ đi cùng anh, sống giấc mơ ngỡ đã mất tuột, hơi dại. Mình có thể chăn cù ở miền biên tái, hay cắm lều ở cạnh dòng sông. Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng, ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hơn mặt đất. Và rồi em tỉnh giấc. Thầy thơ xúc động quá anh. Xúc động đúng không? Dạ. Cái đó chỉ trong giấc mơ mà hôm nay anh nghĩ rằng đó là điều hiện thực đấy. Gái Tiền Giang là chung thủy lắm á. Dạ. Ha. À, rồi gần nhà anh nữa có gì anh bao bảo đảm. Thì anh rung động trong tim, nó đang tần số nó bao nhiêu hét đó không biết. Còn em không biết có rung. Dạ. Anh sẽ đi cùng em chứ. Một, hai, ba, hết thời gian. Wow, chúc mừng. Tuyệt vời, nắm tay nào. Đấy, mạnh mẽ lên ha. Bây giờ em muốn nói gì với chị Hai? Dạ, em xin phép nói lời một lời với chị Hai ngắn gọn là chị Hai yên tâm, em sẽ lo cho em gái gì được. Yeah. Rồi em gái nói gì với hai nói bác? Hai bác nãy chưa nói gì hết. Dạ, thì con sẽ cố gắng lo cho gia đình và lo cho anh. Dễ thương. Bác gái thấy sao bác gái? Được không? Nếu mình là làm đám cưới sớm được luôn bác? Lúc nào cũng được. À, được. Thôi, đến đây đã có duyên ha. Và hy vọng là cái duyên đó sẽ có phần trong đó nữa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy đến xem phim để có một không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ những gì chúng ta đang hứa với người lớn và tất cả khán giả truyền hình. Hãy giữ lấy nha, gửi cho tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm. Nghe nói sao sao? Cái thúc có hậu. Thúc có hậu hơn. Dạ. Trời, trời, cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Em đi với ba mẹ em. À, chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh. Xin dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Cương. Thì nói chung là nhìn thấy bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn, nóc dáng cũng mảnh mai, mà công ăn việc làm rồi cũng có chí học hành này kia. Nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm đó, yeah, thì chắc là tôi bấm. Nhưng mà bởi vì là mình không được quyền thì thôi để cho hai cháu tùy duyên. Yeah. Nhưng mà còn cái chuyện mà Cương thì nói thực ra đó là đúng, nó có một cái là nó nói thẳng ra là nó nhát gái. Nên thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh Quyền Linh là nó là dạy cho vài chiêu. Cái đó là nhờ anh Quyền Linh sau này. Để con lo bác. Dạ. À, bác yên tâm. Chào hỏi bác hai bác. Chào bác trai và chào bác gái ạ. Dạ. À, con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con.
Thì hiện tại thì con cũng nhờ sự kết hợp của chương trình thì mới được gặp các bác và gặp anh ở đây. Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tới. Còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, bác trai có ý kiến gì không ạ? Bác trai cho dạy ý kiến đi bác. Tôi cũng giống như bà xã thôi, là nhận thấy là tất cả đều tốt, nhưng mà cân và quyết định thì do hai đứa. Dạ. Mà ai là người đăng ký bạn tham gia, bạn muốn hẹn hò cho anh Cương vậy bác? Đây là công ty. Dạ, chắc thấy anh nhát gái quá đăng ký cho anh thôi bác ha. Ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không? Cũng nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm. À đó. Ban đầu thì nhát nhưng mà sao thấy sợ mất phải quyết tâm bám. Đó. Dạ. Thấy chưa Cương? Cảm ơn hai bác. Phải học bao mình. Nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha. Dạ. Kéo màn lên quyết tâm liền nha. Đấy, chuẩn bị. Màn lên. Tao phải nói quyết tâm đi. Nói lớn lên coi quyết tâm. Nói đi. Quyết tâm. Ôi trời ơi. Nó mạnh mẽ lên chứ. Quyết tâm, quyết tâm đi. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đấy. Nói lên đi. Kéo màn. Ba mẹ là nhân lúc rồi đó. Nào. Cảm ơn. Nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình, giờ thấy hình rồi em có cảm nhận gì không? Dạ em giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó, bây giờ mình hỏi chuyện nhau biết được chưa ạ? Rồi đó, sở thích gì đó hỏi đi. Dạ anh có thích đi du lịch không? Anh cũng có thích nhưng mà cũng ít đi. Ít đi dạ. Nhưng mà một người như em hay đi du lịch rồi hay đi đây đi đó thì anh ở nhà, nếu như anh ít đi thì anh có cảm thấy khó nếu chịu không? Ai đó sẽ kéo anh đi thì anh sẽ đi. Dạ, à. Nếu mà kéo đi anh chịu đi đúng không? À, đúng. Anh có yêu thích nghệ thuật không ạ? Nghệ thuật thì cũng bình thường thôi, cái đó thì anh cũng... Yêu ví dụ, thôi. Em ví dụ cụ thể đi, nghệ thuật như hạn như là lĩnh vực nào? Em là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tổ chức sự kiện, nhưng trước đây em hoạt động trong lĩnh vực múa. Bây giờ em làm việc cũng điện tại công ty nhưng mà em vẫn làm nghề tay trái là múa, đi dạy múa, biên đạo múa, bị diễn nữa. Em nói anh không có hiểu đâu. Em phải biểu diễn cho anh coi một chút xíu là cái việc em làm. Đó, rồi anh coi anh thấy anh chịu được hay không. Anh múa đi hay không? Múa đi em. Múa đi. Anh sẽ thấy đúng không em? Đúng không Cương? Rồi. Nếu mà em làm đẹp quá là anh sẽ chấp nhận. Dạ vâng. Thuyết phục ảnh. Em thì bây giờ lỡ mặc đồ này rồi không có thì có được múa nào mà thì nó... em xin làm một số động tác tay thôi có được không? Thì em làm, em làm sao mà anh chịu, là ba má anh chịu, anh đứng lên em làm đi. Vâng, em xin được. Mình chuyên nghiệp mà em, mình đâu có ái ngại. Làm mẫu vài cái thôi không sao. Em bỏ giày ra được không? Được. Trời, không có nhà không có gì hết, em đứng nhịp nhá. Sao cũng được á. Bây giờ em vô lớp cơ bản đi. Em đứng quay mặt cho anh coi nè. Chủ yếu anh đang ngắm này mà. Thôi em quay mặt cái này cho khán giả sao nhìn em được. Không sao, cứ anh chủ yếu anh này nhìn thôi. Em lên xíu đi. Em sẽ lên xíu để anh coi được rồi, đúng rồi. Hồi giờ em lên sân khấu để múa cho đông khán giả thôi, chứ chưa bao giờ múa cho một ai xem riêng lẻ cả. Hơi ngại rồi đấy. Ngại hả? Dạ vâng rồi. Với động bộ này thì chắc em chỉ làm được một số bước tay thôi. Tự nhiên làm múa ballet thì chỉ có như vậy. Như vậy. Còn nếu múa dân gian thì múa Khmer nhá. Múa Khmer chắc dễ làm hơn. Bật tay. Đó, thấy cái tay chưa? Dễ lắm. Đứng lên tập vài cái thôi. Em chỉ anh vài tay, cái Khmer thôi. Chỉ anh vài tay, cái coi thử anh hợp không? Tay như này anh. Để tay trước, ngón cái ở khép ở giữa lòng bàn tay. Đưa cao đằng trước, ngón tay úp lại. Cong bàn tay lên. Tay rung quá vậy Cương. Ngón cái chỉa ra em ơi, hai ngón cái chỉa ra đúng chỉa rồi. Chỉa ra đằng trước ạ. Chỉa ra đằng trước. Rồi, hơi nhún xuống chút xíu. Rồi, hai tay kẹp vào đây. Con nào mạnh mẽ hơn chút không? Muốn không nào nó vậy em cứ thử ẻo một lần đi sao đó ạ. Rồi đi thử ạ. Trời ơi. Ôi vô giống mày giáo rồi. Thấy ổn không Cương? Ổn không? Dạ. Được mà từ từ cũng quen à. Trời ơi, tối về hai chồng ngồi múa gì không chắc đưa ha. Tối mà hai chồng đi ngang đó, anh lấy lên lấy xuống ha. Đẩy vô đẩy ra, cong vô cong ra rồi đó. Hấp dẫn lắm.
Dạ, thì em cũng mong là một người có thể thông cảm được với công việc của em và những cái niềm đam mê của em. Thì là không biết là em có thể cảm thấy chấp nhận được hay không. Dạ, trước đây em cũng quen nhiều người nhưng cũng khó. Những người tìm hiểu em á, thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm. Nên là nếu mà anh thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn. Thì anh có muốn hỏi gì em không ạ? Khi rảnh rỗi em thường làm gì? Dạ. Khi rảnh rỗi em thường làm gì? Rảnh rỗi em múa. đi biểu diễn hay là đi dạy đó hả? Dạ, tại vì trước đây hoạt động cả ngày của em là liên quan đến việc múa và em làm rất nhiều đầu việc. Vừa đi dạy, vừa đi múa, vừa đi biểu diễn. Rồi em làm công việc ổn định rồi thì sau giờ hành chính thì buổi tối em vẫn đi dạy múa. Thành ra là hầu như thời gian rảnh của em là vượt cho niềm đam mê của em thôi. Cương hát bài tặng bạn gái đi Cương. Được không? Hát bài nào đó mình yêu thích đó. Sao nhìn anh ngơ ngác quá vậy? Kịch bản không có. Hả? Không có bài nào chứ luôn hả? Dạ. Hát thử một bài nào đó cũng được. Mình tỏ vẻ mình phải đam mê nghệ thuật đi chứ. Hả? Để nó làm đại đi em. Em không hát được. Kệ nó vô luôn. Thôi anh ơi, em thấy anh Nhâm múa nãy giờ là đã cố gắng lắm rồi, rồi bắt anh hát nữa. Bình thấy bình chưa? Bình rồi đó. Cảm ơn em. Bây giờ nếu mà bận hẹn hò đi, bây giờ khổ bận quá rồi Linh bận quá thì hai bạn trao đổi đi, hẹn hò làm sao, giờ nào? Như em nói là công việc em khá là bận, thì ngoài khi rảnh rỗi thì cũng là liên quan đến hoạt nghệ thuật của em. Thì giờ em thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ, khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả, thì nếu mà cảm thấy đủ thuyết phục và cảm thấy mình chấp nhận được và sắp xếp được thì đương nhiên cái chuyện hẹn hò là chuyện sẽ có như thế nào. Nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần, nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi. Thì em không biết là anh cần một mẫu người thường xuyên quan tâm chăm sóc như thế nào. Ừ, cái đó em không rõ, nhưng mà em chỉ có thể đáp ứng được như thế thôi. À, em cảm nhận cái người đối diện em như thế nào hả Cương? Thì bạn nữ là một người dễ thương, năng động, mà theo hướng xu hướng hướng ngoại. Thì chắc cũng sẽ có nhiều em nghĩ là em cũng sẽ có nhiều bạn trai theo đuổi. Cho nên em có vẻ khó tính, cho nên hoặc là công việc em quá bận rộn nên em chưa dành thời gian cho chuyện tình cảm của mình, đúng không? Dạ. Cũng không hẳn như thế. Nếu mà nói em là người sống hướng ngoại thì cũng một phần thôi. Em cũng là người sống hướng nội, nhưng vì tính chất công việc nên em phải hoạt bát vui vẻ. Còn bản thân em cũng là người sống hướng nội. Còn như nói chuyện bạn trai theo đuổi thì cũng có, nhưng mà những người số người mà chấp nhận thông cảm được với công việc của em thì không phải là nhiều. Hỏi như nếu bây giờ em đồng ý thì em khoảng bao lâu mình có tiến tới được? Dạ. Thì em nghĩ khi nào có thể kết hôn được? Em nghĩ là mình sẽ kết hôn khi mình chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Giờ đầy đủ hết rồi. Nói đi, đầy đủ rồi chừng nào? Thì anh theo anh á, thì anh chỉ cần nghĩ khi mà tình yêu mà đủ lớn á, tìm hiểu mà đủ rõ á, thì cứ sẽ tiến tới, không cần phải quan trọng thời gian ngắn hay dài. Dạ đúng rồi, thì em cũng quan niệm như thế. Con cái thích trai gái hỏi luôn đi. Hỏi Linh đi. Linh em thích trai hay gái? Em thì thích chắc chung là hai đứa ha, tối đa thôi. Em ơi, hay mình khoan đã, mình dừng ngang đây mình. Đúng rồi, tại vì phải từng bước rồi. Từng bước anh Linh ơi. Hả? Dạ. Phải hỏi quan điểm này kia chứ. Về tiền bạc, kinh tế ai giữ? Rồi hướng phát triển tương lai thế nào? Tiền bạc, Cương, tiền bạc thì em nghĩ là nếu bạn nào tốt hơn thì sẽ giữ thôi. Nếu mà ai là người quản lý tiền tốt hơn thì nó sẽ giữ. Chuyện kinh tế trong gia đình đó, thì thứ nhất là em cũng quan niệm đó, là mọi người, hai người vợ chồng đều là người chung cái vấn đề đó, chứ không phải là ai sẽ là người phải lo hết tất cả cho người còn lại. Nhưng mà cơ bản là ví dụ như người phụ nữ thì sẽ khó khăn hơn là trong giai đoạn mà phải sinh con hay gì đó. Thì đương nhiên người chồng phải đủ vững về kinh tế và vững về tinh thần để có thể lo được cho vợ. Chứ nếu như mà em thì bản thân em bây giờ công việc thì vất vả thật mà phải đi nhiều. Nhưng mà lương ổn định xong mà đến khi mà gia đình thì có thể nó sẽ bị trùng lại sau cái sự nghiệp, chắc chắn là em sẽ bị trùng lại. Nếu em lập gia đình và có con thì người chồng nếu mà thông cảm và chia sẻ được thì em cũng sẽ cố gắng để dung hòa.
anh có một câu hỏi là giờ quan điểm như thế nào về một tình yêu và một hôn nhân mà hạnh phúc? Em nghĩ một cuộc yêu hôn nhân hạnh phúc là thứ nhất là mình phải có tình cảm trước. Thứ hai là mình cảm thấy là thấu hiểu và chia sẻ với nhau được. Cái chuyện em nói là hiểu thì khó, nhưng mà chia sẻ với nhau thì mình từ từ sẽ hiểu. Và thứ ba là mình sống có trách nhiệm. Nếu khi mình có trách nhiệm thì những cái khác, ví dụ như là chưa hiểu nhau, có thể mâu thuẫn gì đó, thì trách nhiệm đó sẽ kéo mình lại và mình ngồi lại với nhau, mình nói chuyện và sẽ thông cảm được. Thế em là thế. Anh thì, tình yêu của Cương thế nào? Anh thì dựa trên cơ sở là bình đẳng, tôn trọng và thẳng thắn. Bình đẳng thì phải có quan tâm, thì có quan tâm qua lại, tức là cả hai bên đều có cho và nhận. Tôn trọng là tôn trọng cả ý kiến, cả sở thích của người kia và cả những người thân, những người gia đình bên kia. Và thẳng thắn là khi mình có vấn đề nào thì phải kịp thời góp ý nhau để tốt hơn, không để lâu thì sẽ không tốt. Rồi, một câu nữa, mỗi người một câu nữa. Chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút. Em chỉ hỏi một câu thôi, là năm nay anh 37 tuổi đúng không? Thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà đổi đến bây giờ? Có những lý do ha. Một số trường hợp mà khi anh định quen á, thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi. Một số trường hợp mà quen á, thì thấy anh thấy hơi khó quá, anh bỏ qua, với lại không chủ động tiếp tục theo đó. Khó quá bỏ qua là sao anh? Tức là anh hạn như anh thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó, thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền. Anh không chủ động tiếp theo. Là anh hay bị kiểu theo tình chạy á, chạy tình theo, nên quyết định là đứng yên luôn. Theo tình chạy tình theo. Tức là anh chỉ muốn theo đuổi thôi, có khi được rồi thôi hả? Không, ý nó là trường hợp như một số người thích mình á thì mình không thích, mà người mình thích thì lại không thích mình, ví dụ vậy đó, theo tình chạy tình theo. Tức là anh mà theo mà không bật đèn xanh là anh lui luôn đó. Anh không có chịu khó, nói chung là không được nhẫn nại. Đúng là không có chủ động, không kiên nhẫn. Đó là một cái khuyết điểm. Rồi, hết thời gian. Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ. Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện về nhau rồi, hiểu về nhau rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại để xem con tim có rung động thật hay không. Có cảm nhận đây là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Hãy để tay mình bấm các bạn. Trước mặt ba mẹ, trước mặt người thân của mình. Đây là một chuyện hết sức là hệ trọng. Không phải mình bấm để mình uống cà phê, mà bấm để ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Bao nhiêu? Suy nghĩ kỹ nha hai em. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao? Công nhận là đôi trai tài gái sắc thật á. Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bóng chứ. Anh cũng nghĩ sẽ bóng. Hơi bất ngờ. Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bóng? Em thứ nhất là cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ấy. Thì em cũng thử xem là anh có kiên nhẫn hay không. Nhưng mà anh không bấm cho nên anh cũng chưa kiên nhẫn được với em lắm. Sao bạn Nam? Dạ, em thì thấy một số điểm là chưa có vẻ phù hợp lắm về cái mẫu người của em. Em sợ là không có thời gian nhiều để mà tìm hiểu để cho tiến xa hơn. Một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm, mặc dù cũng rất là muốn yêu, rất muốn tìm một nửa thương của mình. Một người kia thì cứ gọi là chần chờ, gọi là cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới. Hai người không ai có một cái sự đúng quyết rồi. Tâm hết. Không ai quyết tâm hết. Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên bổ sung cho nhau, bổ sung nhiều hơn nữa. Có lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội đó cho nó lớn, chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu. Tiếc quá, một đôi trai tài gái sắc đấy. Một người đẹp trai học cao học, một người đẹp gái học cao. Nói chung là hai người rất là dễ thương, tiếc lắm, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò. Ở đó có hàng trăm, hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng, họ đã bấm cho bạn đấy, đừng lo nha. Hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cường mạnh mẽ lên em. Theo anh sẽ tìm cho một nửa yêu thương ha. Cảm ơn anh. Rồi, chúc hai bạn thành công. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, cứ nghĩ là bấm nút rồi chứ sao vậy ta. Cô này là cô đợi anh này bấm, cô mới bấm.
mà anh này anh không cương quyết bấm nên cô không bấm. Bởi vì cổ nói cô cũng không đủ thời gian để có thể chăm sóc